morning, Vietnam. Good morning, Australia. Chào buổi sáng cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hôm nay mình đi biển chơi. Mình đi biển chơi nha cả nhà, cho nên mình muốn chia sẻ với cả nhà. Đi biển cùng Tiên nha. Cảnh biển rất là đẹp cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cùng đi biển với Tiên nha. Trời trong xanh, nước trong xanh, thì đi biển là quá tuyệt vời rồi cả nhà ơi. Ở dưới đây cả nhà biết không, nghêu sò ốc hến nhiều vô số kể. Nhưng hôm nay mình không có đi bắt, có khi nào mình đi bắt mình sẽ review cho cả nhà xem. Và ở dưới đây có tôm, tép, cá, cá thu cũng nhiều lắm cả nhà. Gần biển nhà mình thôi. Cùng đi với Tiên nha. Trên chuyến xe làm chiều tôi về miền Tây, xanh xanh màu xanh thắm, ai có hoa hậu giang xin ghé về miền Tây, đôi lúc chỉ là vui. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, nhắc chi chuyện cũ nhớ chi ngày xưa, màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang thấy buồn, người yêu biết đâu mà tìm. Lòng buồn dạt dào nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe làm tôi gặp bên, mưa dăng dăng như nức nở đón người tình, và rồi gặp gỡ nói dăm câu kỷ niệm buồn, áo em màu nga. Tiên hát liên khúc nha cả nhà, nhớ đâu hát đó, có hát sai lời thì cả nhà thông cảm nha, hát cho vui, hát để mình có nhiều vui chia sẻ, hát để cho mình khỏe, mình tự tin lên. Cuộc đời mà nếu mà không tự tin thì cuộc đời rất là buồn tẻ. Cảnh đẹp, trời trong xanh, thời tiết rất là tuyệt vời thì không hát không được cả nhà ơi. Khi vừa lớn lên tôi đã vội yêu một người, nên chẳng ngại ngùng tình đầu trao hết cho ai. Người yêu thứ nhất đã phụ tôi, để rồi đem đến bao sầu đau, xót thương trong đời, tưởng em đẹp bên nhau cho đến muôn đời. Không còn có nhau, thôi nhé gặp nhau làm gì, chôn vùi kỷ niệm tình đầu trao hết cho ai. Người yêu thứ nhất đã phụ tôi, để đời đem đến bao sầu lao, xót xa trong đời, tưởng em đẹp bên nhau cho đến muôn đời. Không còn có nhau, thôi nhé gặp nhau làm gì,
Nếu mà không còn có nhau, gặp nhau làm gì nữa cả nhà, thì bye bye forever. That's all about. Tiếp tục đi biển như tiên nha. We continue walking, continue walking. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình sạc sao. Tình mẹ mãi như sông lúa chiều ngọt ngào. Tiếng ru êm đềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Thương con hôm sớm bao tháng ngày lặng lội xem em nuôi con tới ngày lớn khôn. Đó là mình tặng cho mẹ yêu của mình nha. Mẹ mình đã tần tảo cực khổ để sanh ba chị em mình ra và nuôi lớn để cho trưởng thành, và hôm nay mình mới có được như thế này. Nếu mà mẹ mình không sanh, cha mình không tạo mình thì làm sao có tiên trên đời? Làm sao có chị hai thân yêu của tiên, Mỹ Linh, anh ba kính mến của tiên, ba Danh, Nguyễn Hữu Danh đó cả nhà. Ba anh em mình được cha mẹ sanh ra và lớn lên trong một gia đình nhiều hạnh phúc. Và cho nên mình rất là yêu thương gia đình. Gia đình là số 1. Continue working. Càng nhìn anh, càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút em đêm xa xôi, nay đã đi vào quên lãng. Trời mùa thu, Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang sân cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu em đâu hay tình ta tan vỡ. Đời phút em đêm xa xôi, nay đã đi vào quên lãng. Vậy làm chi rồi em lặng lẽ xa đi, gom góp đau thương cho đời, dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ. Một phút xin em hân hờ, tròn kiếp em đêm sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày đẹp mong nên cơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho em thôi một tim trắng trôi. Để phút em đêm xa xôi, nay đã đi vào quên lãng. Vì làm chi rồi em lặng lẽ xa đi, đem hết yêu thương cho đời, dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đàn đứt dây chuông. Nếu là đứt dây chuông là hết hát luôn cả nhà ơi. Tại vì nếu mà không yêu nữa thì rời xa mãi mãi. Cuộc sống mà mình chỉ gần gũi những người nào yêu thương mình. Còn những người nào mà châm biếm, chê bai, gây sự thì mình tránh xa mãi mãi. Cũng như là một người yêu cũng vậy, người ta không tốt mình thì mình chia tay. Vậy thôi, mình chỉ gần gũi, mình yêu thương những người nào mà yêu thương mình. Có phải không cả nhà? Thích thì cho mình một đăng ký kênh, share, like, subscribe để mình có nhiều động lực làm thêm cho cả nhà xem. Chúc cả nhà có một ngày mới an lành, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, dạng sự cát tường. Và tiên yêu cả nhà nhiều lắm nha, tận đáy lòng chứ không phải nói bằng lời nha cả nhà. Vì người ta nói lời nói hành động phải đi đôi với việc làm. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Xin chào, tôi là Ben.
Chúc mừng năm mới. Mới cả nhé. Ăn tối phở. Phở đó, anh nói phở đó cả nhà. Anh nói là chúc mừng năm mới, mời cả nhà ăn tối phở. Hy vọng là mọi người nghe được cái tiếng của anh, tại vì anh nói còn chưa có rành đó, cả nhà thông cảm nha. Come on em yêu. Không có chi anh yêu. Nấu cho anh ăn cái gì xong mà anh cảm ơn. Rồi anh ăn đi. Enjoy. Chắc là ngon. Hôm nay là buổi tối mình nấu phở cho ông xã mình ăn. Và sẵn đây mình muốn chia sẻ với mọi người. Chúc mừng năm mới nha. Chúc cả nhà có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Và cùng ăn tối với vợ chồng mình nha. Mình nấu muốn phở bò thôi cả nhà. Rồi trong đó mình có bỏ thêm đuôi bò nữa. Thì ở đây nông trại bò người ta nhiều lắm, cho nên mình mua được bò tươi về mình làm thì ăn rất là ngon. Trong đó thì đây cái nồi phở của mình. Mình có để mấy cái hành ngò thêm, rồi quế, giá đó cả nhà. Giá rồi là bánh phở, thêm củ hành trắng nữa cả nhà ơi, rồi thịt bò. Trái cây nhà trồng. Anh thích, rất là thích ăn phở cho nên đó mình nấu cho anh thường xuyên lắm. Good darling, ăn ngon không? Beautiful. Anh ăn ngon. Come on, em yêu. Không có chi anh yêu. It's delicious. Yeah, thank you. Mm. Thì ở đây á, mình ăn Tết cũng là đơn giản thôi cả nhà, tại vì mình không có ai hết, không có con cái, cũng không có bà con dòng họ. Ở đây bạn bè thì cũng ở xa, ngày mai mình mới lên trung tâm thành phố thì mình sẽ gặp những người bạn thân của mình, rồi đi chùa và ăn Tết với nhau mùng 2 Tết. Còn ở chỗ này thì nói chung là mình không có người Việt Nam, không có bạn Việt Nam ở đây. Cho nên hai ông xã mình và ông xã ấy, mình nói là hai người đó mọi người, ông xã với mình ăn tối đơn giản để mừng Tết mùng 1 thôi. Thì sáng giờ thì hai đứa đi làm tới chiều mới về, cho nên không có nấu cái gì nhiều, chỉ nấu một món phở đơn giản thôi. Thì ăn và chia sẻ với cả nhà. Cái nhà lá vườn mà đơn giản thôi, chứ mình cũng không có dám ăn nhiều, lớn tuổi ăn nhiều cũng sợ bị bệnh mỡ trong máu nữa mọi người ơi, thật sự mà nói. Cho nên có cái món gì đơn giản cũng thấy ngon ngon thì mình quấy lại để mà chia sẻ và mời mọi người cùng ăn với mình. Năm mới ở Việt Nam thì thấy là rất là vui. Có mai nở rồi, có những cái chậu bông vạn thọ, bông cúc qua tươi rồi nhiều, thấy rất là vui. Ước gì mà mình được về ăn Tết một lần. Tại vì qua hai mươi mấy năm nhưng mà mình không có khi nào về đúng dịp Tết ở Việt Nam á cả nhà. Tại lúc nào cái mùa Tết này là mình cũng rất là bận. Mặc dù bên đây không phải là ăn Tết ở Việt Nam, chỉ Tết Tây thôi, nhưng mà Tết Việt Nam cái ngày đó trùng vào cái ngày đó tháng đó mình cũng hay bị bận quá, thành thử ra mình không thể về được. Hy vọng là trong tương lai gần mình có thể về được ngày mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết đón xuân với gia đình, cha mẹ, anh chị và con cháu, cháu mình, chứ mình chưa có con, xin lỗi cháu, thì rất là vui, hạnh phúc. Và được ăn những cái món ăn truyền thống quê hương ở cả nhà, như là bánh tét nè, rồi bánh chưng, bánh dày, rồi ăn được món mứt dừa,
hay là ngày xưa mình thích ăn củ kiệu với dưa chua, nhưng cả nhà ăn thịt kho tàu, những cái món ngày xưa mẹ mình hay làm thì mình rất là thích. Bây giờ thì có chị hai của mình đó, nấu ăn cũng rất là khéo. Tết là chị nấu những cái món truyền thống ngày xưa mẹ nấu, thì ước gì mà mình được ngồi cùng gia đình để mà ăn cái một buổi cơm thân mật thì còn gì hạnh phúc bằng, phải không cả nhà? Nhưng mà không sao, thì Tết này con không về, thì hẹn lại khi khác con sẽ về. Nhưng mà đôi khi mình nhìn những cái video mọi người chia sẻ trên YouTube á, thì cái cảnh Tết sum họp của mọi người trong gia đình, của tất cả các YouTube á, và người Việt Nam mình trong nước cũng như ngoài nước, mình cảm thấy mình hạnh phúc được chia sẻ, và cũng mình vui lây á cả nhà. Cho nên Truck là non. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Thời gian qua lẹ hả quá cả nhà ơi. Mới đây mà đã là 2024 rồi. Năm con rồng thì hy vọng là năm con rồng này, một năm mới được bình an, hạnh phúc, và thế giới được yên ổn, và mọi người thương yêu, chia sẻ với nhau. Mình ước mơ nhất trong cái trong trái tim mình là làm sao những người giàu thì chia sẻ với những người nghèo, lá lành đùm lá rách. Thì dĩ nhiên ở Việt Nam mình có nhiều người giàu thì người ta cũng rất là chia sẻ cho mọi người, thì mình muốn thấy được cái cảnh đó nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, để những người nghèo được kiểu như được ấm no hơn, được hạnh phúc hơn, được chia sẻ thì còn gì là hạnh phúc bằng. Mình thì mình cũng không có giàu, mình cũng không nghèo, cũng dạng trung bình, thì mình cũng giúp được ai gì mình giúp, nhưng mình không có nói. Thì cố gắng vậy thôi, mọi người góp một bàn tay chung vui mà để mà chia sẻ cho những cái mảnh đời bất hạnh được nhiều hạnh phúc hơn thì quá là tuyệt vời. Thì video đến đây cũng đã khá dài rồi, mình xin tạm dừng lại ở đây và hẹn video khác mời cả ở nhà cùng chia sẻ với mình và bấm kênh ủng hộ mình, cho mình một like nếu mình có gì sơ sót trong lời ăn tiếng nói, hoặc là có gì làm mọi người phật ý thì mong mọi người thông cảm và chấp nhận mình nha. Mình xin tạm biệt, hẹn gặp lại. Tôi yêu Việt Nam, tạm biệt. Thank you. Bye bye, darling. Bye.